Ẩm ẩm là có côn trùng sinh sống à? Công nhận thấy ghê thiệt ha. Kiểu ở dưới lên rất là nhiều con luôn. Tôi chỉ mong là không có con rắn bò lên thôi à. Tại vì hồi trước đã từng có một con rắn bò từ dưới bồn cầu lên rồi. Nhưng mà mấy người yên tâm, lúc đó tôi không có ngồi trên bồn cầu, hiểu không, hiểu không? Tôi chỉ biết là nó bò từ dưới bồn cầu lên thôi, nhưng mà tôi không có ngồi trên cái bồn cầu đó. Mấy người yên tâm, yên tâm, yên tâm. Mong tôi ổn, mong tôi ổn. Ê, nói nghe là tôi đang ở Việt Nam á, mà nghe nghe kể kiểu này chắc người ta tưởng tôi sống ở Úc không mọi người. Dưới bồn cầu có rắn. Không có cá mập thôi chứ có rắn. Không phải con rắn bình thường nữa, rắn khủng, rắn rắn.